Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Mùa giải năm ngoái của team Thái Nguyên là một sự thất bại bởi vì có sự ra đi của các thành viên chủ chốt như ISS, Kinat hay là Cỏ và Wiz. Mùa giải năm nay thì để cải thiện cái thành tích của đội thì bọn mình đã có cái sự bổ sung rất là chất lượng về mặt nhân sự như sự trở lại của ISS. Nhiều người nói rằng tôi thất bại tại Unis và buộc phải về TTN để thi đấu. Tôi nghĩ là không đúng. Lý do chính ở đây chính là đội chúng tôi gặp phải nhiều vấn đề và chúng tôi không tìm được cái tiếng nói chung, và đây là lý do vì sao mà tôi quyết định rời Unis. Sau khi tôi trở về TTN thì tôi đã kéo theo được hai thành viên là IL và Sad Boy. Với kinh nghiệm lâu năm của mình thì mình nghĩ có thể giúp cho TTN trở lại thời kỳ hoàng kim, nhất là về mặt ban pick như là chiến thuật. Bên cạnh đó thì sẽ có những hướng mới dành cho đội tuyển, giống như là di chuyển, tập luyện thêm một số con tướng họ chưa quen tay. Với những cái thay đổi như vậy thì thật sự là tôi nghĩ đội của tôi đã thành công, đơn cử như chức vô địch của vòng loại. Có những cá nhân rất là tốt về mặt kỹ năng thì bọn mình sẽ cố gắng phát triển những cái thế mạnh nhất của từng thành viên để cố gắng đạt được cái thành tích tốt nhất trong mùa giải năm nay. Trên mạng xã hội thì nhiều comment nói TTN là kiểu hữu danh vô thực, cũng như là chắc chắn sẽ xuống hạng năm nay. Nhưng mình nghĩ sự trở lại của mình cũng như là em trai giúp TTN lọt vào trong top 4. Đối thủ chính hiện tại của bọn mình đang hướng tới đó là đánh bại Flat, người mà đang nắm giữ ngôi vô địch của đấu trường danh vọng. Mùa trước thì mình đã là huấn luyện viên của team Flat, thì mình nghĩ họ vẫn là một đội tuyển mạnh và những con người đang trên đà phát triển để thăng tiến kỹ năng cũng như là chiến thuật. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng mình e dè, chúng mình sẽ quật ngã ra không nổi. Tao yếu, nhưng anh em tao đông. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.